Nếu là người con của miền Tây Nam Bộ thì đã bao lâu rồi bạn chưa tham gia giỡn chà bắt cá? Đó là hình ảnh con cá tung mình ra khỏi lưới, còn những người giỡn chà thì sẽ nhanh chóng gom lưới để thu hoạch cá. Trong ký ức xa mờ của tôi, mùa giỡn chà ở miền Tây đến rất sớm, mới đầu tháng chạp khi con gió bất lao sao thổi là nhà nhà chuẩn bị đắp lò, đan vỉ, gặt nếp mới, xay bột, tráng bánh và quết bánh phồng. Từ đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng rộn lên những tiếng cười rôm rã. Nhà làm bánh mứt, nhà ép chuối phơi khô. Càng cận Tết, không khí càng nhộn nhịp, khác thường. Hấp dẫn nhất chính là cảnh tát mương, tát đìa. Và trong đó, sơm tụ nhất là giỡn chà bắt cá. Trong những nghề hạ bạc, giỡn chà được xem là nghề khá nhất, bởi người hành nghề không phải lặn lội trên sông nước mênh mông để tìm con tôm, con cá, mà dụ chúng gom lại một chỗ để đánh bắt. Tuy nhiên đã là nghề bà cậu thì đều có những vất vả và khó khăn riêng. Ngày nay các hoạt động tát mương, tát đìa dần lùi vào quá khứ, nhưng chất chà thì vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Và khi chính quyền thông báo cho bà con chất chà dọc theo hai bên bờ sông gây trở ngại cho giao thông đường thủy, thì người dân lại tìm những nơi chất chà an toàn, không gây ảnh hưởng nhiều đến tàu ghe qua lại. Chất chà là một trong những cánh đánh bắt cá phổ biến ở đồng bằng sông nước Cửu Long. Ngày nay, có nhiều, nếu có dịp đi dọc theo các tuyến sông ở địa phận An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, và nhất là từ Long Xuyên đến Châu Đốc và con kênh Vĩnh Tế, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều những đống chà lớn nhỏ chất dọc hai bên bờ sông, và hầu như các con nước kém nào cũng có người giỡn chà. Không khí rộn ràng và tấp nập. Giỡn chà thường giỡn quanh năm, bình quân cứ 2 tháng giỡn một lần vào con nước kém. Tuy nhiên, mùa giỡn chà trúng nhất là vào tháng 11 và tháng chạp, vì mùa này là mùa cá từ ruộng vườn đổ ra sông, người ta gọi là mùa cá ra. Nhiều nhất là cá linh, cá lăng, cá mề vinh, cá sọc, cá cóc, vân vân. Không khí giỡn chà ở miền Tây lúc nào cũng thật náo nức, nhất là thời điểm cận Tết, khi lưới vừa bao xong. Người phân công nhau, kẻ nhổ cọc, kẻ tháo rượu, người giỡn chà. Lúc miệng lưới thu hẹp dần là lúc những con cá to nhỏ đua nhau phóng lên loạn xạ. Táo bạo nhất chính là những con cá chài, cá mề vinh, cá ngựa. Chúng bạc mạng phóng chúng vào lưới hoặc xuồng rồi vẫy lung tung. Nghề nào cũng có cái đạo của nó. Người giỡn chà tâm sự, làm nghề sông nước mình phải tin tưởng vào bà cậu. Hàng năm cứ vào ngày mùng 3 hoặc mỗi lần giỡn chà xong, chúng tôi đều cúng vái cầu xin cho các anh em hành nghề trên sông nước được bình yên vô sự, cuộc sống an cư lạc nghiệp. Người giỡn chà trước khi xuống nước không được uống rượu, vì rượu sẽ làm cho cơ thể suy nhược, không thể ngâm mình trong nước được lâu. Thông thường giỡn xong một đống chà cũng mất ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ. Nhớ lại trước kia, giỡn chà được xem là một thú vui dân dã, một hoạt động mang đậm tình làng nghĩa xóm. Không khí giỡn chà lúc nào cũng nhộn nhịp, tưng bừng. Sau khi giỡn xong, chủ nhà thường chọn những con cá to ngon để tặng cho những anh em đã đồng cam cộng khổ. Sau đó, mọi người quây quần bên nhau, kẻ nướng cá, người xuống bếp chuẩn bị cho tiệc liên hoan. Mọi người nói chuyện rôm rã về mùa màng, về việc mua sắm Tết. Hình ảnh đó mãi đến nay vẫn còn đọng lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Thời gian cứ mãi vô tình trôi, nhưng mỗi lần về quê, hình ảnh giỡn chà, nhìn thấy những hình ảnh đó, trong tôi lại miên man nhớ đến một thời bơi xuồng ra sông, dùng vợt hướng cá. Mỗi lần cá từ đống chà nhảy lên rồi lấy vợt hớt, mọi người reo mừng vui hò như pháo nổ. Chỉ có thế thôi mà sao trong lòng tôi lại nhớ mãi, nhớ hoài những kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ấu. Ngày nay, do tác động của kinh tế thị trường, chà dở xong, nhiều ghe xuồng đến tận nơi để cân cá. Ai nấy cũng đều vội vàng, hối hả theo dòng xoáy của thị trường. Ít có dịp ngồi lại, vừa ăn, vừa truyền tay nhau những ly rượu, những tình rượu như tình làng nghĩa xóm thở nào. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết mùa giỡn chà ở miền Tây và những kỷ niệm đã quá xa xôi.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin được khép lại. Nhóm thực hiện chương trình xin hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.